sản xuất vàng quỳ hoặc bạc quỳ kiêu kỵ, chỉ duy nhất có một làng ở ba nước Đông Dương. Phải nói là cái nghề rất tinh xảo. Chỗ nào các công trình nổi tiếng đều có người làng kiêu kỵ làm việc ở đó. Cái tiếng búa quanh năm ngày tháng nó như là tiếng nhạc khoan mau của làng quê đặc thù riêng của kiêu kỵ đấy. Nghề giát quỳ thì tất nhiên là nó gọi là mâm vàng, mâm bạc, màu vàng, màu bạc thì nó là quý nhất rồi. Mà làm ra những cái được cái lá vàng, lá bạc óng ấy, lại phải là do kỹ thuật, của cái đam mê của con người. Ra một cái quỳ vàng thành phẩm trước cũng phải trên 40 công đoạn. Nhưng đến bây giờ thì bán công nghệ chỉ còn 20 công đoạn. Làm cái giấy giống, cái giấy này cũng mới được có mấy năm nay thôi, mua thôi chứ còn trước toàn vẫn sản xuất lấy. Làm ra một cái lá vàng, lá bạc, lá óng thì mình phải đun mực rồi nấu keo phải thật là chuẩn để mình giã ra cái mực làm sao nó đen thì nó lại bóng như màu cổ vịt, nên làm sao thì lá vàng, lá bạc nó mới bóng được. Công đoạn này là công đoạn đánh quỳ, là gần đến cuối cùng rồi. Đánh quỳ thì là phải khéo, như cái mặt búa này nó vát, mình phải đánh xoay đủ bốn góc dàn đều ra được thì quỳ nó mới đẹp, nó mới óng. Người không biết đánh thì người ta cứ đánh vào một chỗ thì sau này sẽ bị quỳ dính. Tiếng búa đập lên trên cái đe bằng đá để rát mỏng cái vàng quỳ, đi từ xa hàng cây số đã nghe thì tiếng chi chát. Âm thanh nó vọng qua những cái lũy tre làng, vọng lên trên những cánh đồng lúa chín. Cái tiếng búa quanh năm ngày tháng rôm rả, những ngày Tết tắt tiếng thì không khí trong làng với cả trong gia đình nó buồn, nó như là tiếng nhạc khoan mau của làng quê đặc thù riêng của kiêu kỵ đấy. Cái lá vàng sau khi thợ đánh ra rồi là mình trải trên các cái lá giấy, không được quạt, không được gió, ho chúng tôi phải ngoảnh ra ngoài chứ ho vào đây nó bay hết thì làm nào được. Cái này rất là kỳ công mà tỉ mẩn, mà anh lại phải có cái kỹ thuật chứ, mà anh làm ổng không làm được. Từ bóc giấy, từ lướt, từ viết là khác, đều mình làm đấy hết. Anh Long nó phải cân cắn bằng mạnh thì người ta đánh nó mới đẹp. Thế đẹp một cái khi chạy ra thì lá quỳ nó mới đẹp. Ví dụ như người ta đánh mà đẹp lá vàng cho nó mịn, nhưng mà nếu mà đánh không được tốt thì nó tan. Phải nói là cái nghề rất tinh xảo. Chỉ riêng cái việc rát một miếng vàng nhỏ như cái những mà nhưng mà người thợ làng kiêu kỵ có thể rát nó mỏng thành ra một mét vuông như thế để thấy là cái độ rát nó mỏng đến như thế nào, tinh xảo đến như thế nào. Kế thừa và gìn giữ nghề tổ cha ông để lại, những người dân của làng nghề kiêu kỵ cũng muốn đưa những sản phẩm làng nghề tiến xa hơn, đi đến những công đoạn cuối cùng, tạo nên những sản phẩm sơn son thép vàng tinh xảo bậc nhất. Năm 2004, từ chỉ sản xuất quỳ vàng, kiêu kỵ đã phát triển thêm nghề sơn son thép vàng. Phải là kiêu kỵ mới làm được, vì nó đòi hỏi cái nghề rát vàng. Mà ở trên đất nước chỉ có một làng duy nhất, cho nên phải phát triển chính cái làng đó. Khi mình dán vàng xong xuôi, thì là mình lấy thép tóc thật mềm và xoa, xong pho tượng sẽ nhẵn và bóng. Quỳ như của làng nghề kiêu kỵ, nếu mà dán xong một pho tượng, thì là mới đầu thì trông rất chi là nhạt, nhưng xong khô sơn dần mà nó sẽ đỏ lên. Rất tự hào là nghề sơn son thép vàng là cái thế hệ trẻ ta đã đi được các công trình văn hóa trên cả nước, cộng với hàng tinh xảo, các đồ thủ công mỹ nghệ từ biệt thự lâu đài đến đình đền miếu mạo, như thế là tôi cũng rất tự hào là kiêu kỵ đã phát triển thêm được một nghề mới. Tay nghề của kiêu kỵ không kém các làng nghề sơn son thép vàng nào trên cả nước. Năm tháng thì làng nghề nào cũng mai một nhiều. Cái nghề này của tôi đến nay là làm gần 40 năm rồi, thì gần như là trọn đời rồi. Các cụ già là không bỏ nghề, không yêu quý nghề thì làm sao mà năm nay bảy mấy rồi, mà làm từ khi mới lên 10. Chỉ mong muốn bà con dân làng để cùng có cái tâm với mình để giữ gìn nét văn hóa truyền thống của nghề tổ. Là nghề mà tôi tự hào, người dân Hà Nội tự hào, là nghề duy nhất như vậy, vì nếu không có nó thì không thể có công trình văn hóa vàng son lộng lẫy của đất nước này được. Như rạng rỡ về mặt nghệ thuật, về cái đẹp, về cái tín ngưỡng, đấy là làm rạng rỡ cái đất nước mình.